niệm Phật cái giống như đem một cái cục ngồi để cái cục đá đó ha, là cọp cỡ như là lại nó dứt mình với đồ chơi vậy đó, lúc mà dắt chiều ha, cỡ 5 giờ chiều đó, ở dưới đồ đá mà niệm Phật mình lại gai lai gai gió hiu hiu rồi cũng dắt đầy đó. Bữa đó con cọp đó ha, nó gượt con heo rừng đó, nó la thôi, nó chạy vòng vòng cục đá, tụi nó con cọp này nó chụp con heo rừng mà nó hụt bay lên nó chụp mình cũng bỏ mạng. Nhưng mà nó gượt con heo heo rừng nó biết sao, con heo rừng nó chạy nó la một cái sụm trơn ha. Nhưng mà mình ở trên đá tuy là mình tu cũng chưa đến đỡ giai đoạn 6 căn thanh tịnh, cho nên gặp thì cũng hơi ớn thiệt, nhưng mà cái ớn hơi vậy thôi chứ không có sợ run sợ. Nhưng mà ở trong mà chỗ đường xuống mà cầu thang đó phải đi sâu vô rừng nó hơn một ngày trời đó, quý vị nghĩ coi, chỗ đó là có cái điện rất đẹp, nguyên một cái giường á, là biên giường gì phải không. Lời nói đầu tiên, Thành Hậu xin thân ái kính chào quý vị, lời chúc sức khỏe. Thì hôm nay Thành Hậu sẽ đi tìm một vị tu sĩ ẩn danh ở trên hòn. Thì một vị đồng đạo này rất ít tiếp xúc với những cái người bên ngoài. Đây là cái đường lên rất là hoang vắng. Đây là lên hòn quý vị ơi. Tại vì những vị này đã không muốn tiếp xúc với đời, chỉ chuyên niệm Phật để về cảnh giới an lành. Đây là những cái đó, trên đó là xem cái trại của quý vị đó. Rồi, mình đang đi lên. Thì đây để nhằm mục đích là khuyến tấn cho tất cả những người mới tu và được một cái nhân duyên gặp được quý vị chuyên hành đạo. Để sẽ trình bày đôi nét về vấn đề ấn chứng sự niệm Phật. Rồi, cái kia là đồng bằng đó quý vị. Cháu ơi, rồi nay đã đến nơi, nay là một mình à? Rồi quá im, trên này im quá. Cơm đi. Rồi đạo sư trên núi. Rồi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lạy kính đức thầy. Thưa quý vị, ở đây là thứ hai là anh Sáu. Thì Thành Hậu ước nguyện rằng là sẽ quay lại những kỷ niệm và những cái trên đường tu về sự kinh nghiệm của quý vị tu, để nhằm mục đích là khuyến tấn cho đoàn hậu tấn sau này, để noi theo cái gương đó để mà tu. Tại vì không có gì hơn, trong cuộc sống con người, Đức Phật đã cho biết rằng tất cả mọi thứ đều hoại diệt, nhất thiết hữu vi pháp, mộng viện bảo ảnh. Tức là Phật rằng muôn vật trên đời, biến xương bọt giữa trời dễ tan, chim bao điện chớp tiếng gian, chỉ như đăng sát nơi tàn còn đâu. Cho nên hôm nay Thành Hậu đến một cái nơi rất xa, đây là nơi hòn đất, tức là phía dưới mình là nơi biển cả, ở phía trong này thì đất liền, và bên cạnh thì có quý vị ẩn tu ở trên này. Thì hôm nay mong quý vị sẽ hoan hỷ chia sẻ những điều trên đường tu học,
thì ở đây thì có chú Hai, thì con xin hỏi chú Hai vài điều về vấn đề tu. Tại vì mình thấy rằng cái cuộc đời này nó rất là mỏng manh và tạm bợ, chết nay sống mai là điều thứ nhất. Qua điều thứ hai là đời vật chất quá nhiều, như tuổi chú thì theo đúng ra ở nhà để cho gia đình con cháu hoặc là cháu em gì đó nó lo. Mà lý do làm sao mà chú lên núi ở đây thì thấy mấy trăm thì nó đẹp xịt rồi lạnh lẽo, và theo tuổi già thì đúng ra theo là ở phải ở nhà cho ấm áp. Nhưng mà chú nghĩ sao mà chú lên đây chú ngồi đây cho thiếu thốn mọi điều, dạ là bên cạnh đó thì lạnh lẽo. Vậy thì chúng tôi tin chắc rằng chú chắc cũng có một cái lý tưởng gì cho nên chú mới ở đây, chứ bình thường thì quý vị mình mà mướn những người khác lên đây ở là cũng không ở nữa. Vừa thiếu thốn mọi điều và bên cạnh thể xác thì lạnh lẽo đủ thứ, cho nên mong chú quan hỷ chia sẻ chú nghĩ sao mà chú ở trên núi để làm gì đây. Dạ theo con thì thấy trên núi lạnh quá, nãy giờ con lên thấy quá lạnh đó chú Hai. Dạ thì kính mời chú Hai. Nam mô Di Đà Phật, kính thưa con thầy quý vị cũng như đại chúng mấy. Dạ con tên Hậu. Dạ đại Hậu. Thành ra cái mục đích đó, đi ở trên núi này đó thì có một cái lý tưởng về ngày xưa giờ xuống đó, thì giác ngộ tu hành đó, mục đích là giải thoát sanh tử luân hồi, độ mình thì độ tất cả chúng sanh, đáp ơn thầy tổ. Thật ra lúc trước ở nhà đó thì cũng có cái cốc, rồi ở với bà già, nuôi bà già thời gian khi bà già mất năm 2017, thì khi làm từng một 7 tháng đến 100 ngày thì từ đó thì tới đi có đi qua Bạch Úc Bằng Niệm Phật, đi lên núi Cấm, tức là sau cải của Hai Mài đó, của Năm Bản Phật xảy ra, cái lên hòn này của đệ Sáu Mẹo này, thành ra có niệm Phật thời gian. Hai nữa xuống đi gặp đại sĩ ở đây, thì ở đây thì trên 2 năm rồi. Cái chí nguyện thì mục đích mình muốn giải thoát sanh tử luân hồi đó, ngoài thì niệm Phật thôi. Niệm Phật làm sao đó, theo lại Đức Thầy chỉ dạy đó, nếu ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ pháp cùng dặn dặn dụng ma phàm tiên quỷ xuất sanh, tướng nhất tâm tính nguyện cùng hành được cứu cánh về nơi ăn dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ giết cuộc luân hồi. Thành ra cái chí nguyện mình muốn giải thoát sanh tử luân hồi không ngoài về phương pháp của Đức Thầy chỉ mình niệm Phật, mà niệm Phật có mình muốn đạt cái kết quả cho tâm mình thanh tịnh đó. Thì cái cảnh đời ở dưới thì nó ồn ào náo nhiệt, như con cháu hay là anh em, hoàn cảnh gì đáng thiệt tới lui hoài, thì cái phần chuyên tâm mình muốn cho đến quyết tâm hay là định tâm thì nó khó. Thành ra nên lìa gia đình đến đây để niệm Phật cho nó được thanh tâm, cho đến quyết tâm để khi theo lời Đức Thầy chỉ dạy trên bản kiếp phòng trần trên Phật quốc thì không được Phật rất yên lành. Nam mô Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn chú. Thì tiếp theo thì những câu hỏi cũng như chú ở trên này chú tu như là chú không có sợ đau ốm bệnh hoạn chết sao? Chú cầm đi để con hỏi. Dạ dạ. Thành ra cái chết này đó, tôi có cái ý nghĩ lập trường sẵn rồi. Mình tu nó có 3 phần. Thứ nhất đó là không sợ đói, thứ hai nó không sợ bệnh, thứ ba nó không sợ chết, thì mình có thể mới giảm sanh cực lạc được. Tại vì một đó, mình tu hành mình sợ đói quá thì cái tâm không an, mà cái bệnh đến mình sợ đó thì cái tâm mình không an nữa, đến cái chết nữa thì mình sợ chết nữa thì cái tâm mình không được thanh tịnh được. Thành ra 3 cái này mình phải chấp nhận đi ra đi trên con đường giải thoát của mình. Dạ, giờ mình hiện giờ như chú lên núi ở 3 năm nay thì theo mình chắc ăn rằng mình chết mình được giảng sanh không chú? Đó là tin tưởng 100% chứ không chút gì ăn nhờ, theo lại Đức Thầy chỉ dạy. Yeah. Là tin chắc rằng sẽ giảng sanh. Dạ. Yeah. Rồi chương trình chú tu rồi đó, giờ mình có gặp những hoàn cảnh gì khó khăn không chú ơi? Hoàn cảnh khó khăn thì nó nhiều lắm. Yeah. Chú đơn chữ giải. Thật ra nói với câu con hiểu mà. Cái hoàn cảnh khó khăn đó đối với người tu tại gia cư sĩ mình đó, nếu mà nói sống với gia đình đó, kính thưa với đệ đó, hai đệ đó, nó không phải dễ như mình bình thường mình ở nơi cấp am đâu. Thì hoàn cảnh gia đình đó, đệ biết rằng đó, tu
nuôi sống gia đình đó thì cái phần thứ hai, nhưng mà khi giác ngộ trong gia đình gặp cảnh khó đó, biết không, cái khó để tôi để cử cho anh em là để rút kinh nghiệm để tu hành. Cái cảnh khó nhất gia đình đó, cái nghịch mà chuyển thành cái thuận đó là mình tu tiến bộ. Cái thuận đó là nó tự nhiên nó dễ rồi. Cái nghịch đó tôi thường nói với anh em đó, đồng đạo mình đó, cái nghịch đó mình chuyển thành bồ đề đó, nó giác ngộ thì an vui. Cái nghịch mà không biết nó thành phiền não khổ đau. Thành ra những cái đó mà cái gì của mình đây ha, mà người ta nói là của người ta đó, mình có nhường được hay không? Cái đó là mình tu. Đó. Bởi vì cái mà có của mình đó mà ta nói của người ta đó là mình vui vẻ, đó là mình giác ngộ, đó là bồ đề. Còn mình cử cãi lại ha, là một phiền não. Bởi vì thường khi đó mình tu đấy, mình quan trọng là mình xét đây mình. Khi mình khởi lên những cái phiền, cái giận thì mình phải trách mình, tức là mình đã sai rồi. Như Phường có nói là tôi là Hai Cường thôi, Hai Cường ơi, mình giận người ta là mình sai rồi. Thầy nói ai hãy ghét, xét lại mình. Nếu còn tánh xấu thì ginh ra ngoài. Mình không xét mình nghĩ sao quấy, tức là mình đã quấy rồi. Mình nghĩ ta sai đó, mình đã sai rồi. Thành ra cái cảnh luật gia đình đó thì nó nói nhiều. Thành ra những cái tôi đơn vị thứ hai nữa thấy rằng những cái việc làm mà em Út hoặc là trong gia đình mình đó, mình kêu nó không làm đó, mình có hỷ xả phan dung mới được hay không? Khi mà nó làm ngược lại những cái ý mình mà không với đạo lý, mình có vui vẻ không? Nhưng thưa rằng đó, cái đó nó mình có thể đó giác ngộ sâu thì chịu được. Thành ra mình thấy đó, mình bổn phận như làm anh, tôi có hai đứa em, nhưng mà phiên lên nó không được, mình chỉ thương nó thôi chứ không bao giờ trách buồn nó được. Thành ra nếu mình tu đó, mình trách mình phiền đó, càng thiên tạo thì mình nào vậy. Thành ra mình thấy cái lòng tham dung tha thứ đó, tự nhiên cái lòng mình sẽ an lạc, sẽ không còn cái phiền não. Thành ra như vậy thì mình cũng thật mới tiến lên con đường cứu huệ mình được. Còn khởi lên phiền não mình thấy rằng nó sẽ bắt cản được, không tu mình được xuống được. Theo mà như chú thấy chú đi vậy, mình thấy nó bị thiếu trách nhiệm gì với gia đình không chú? Gia đình của chú đó, thì đối với gia đình đó thì chú đã làm tròn trách nhiệm có thể 80%. Bởi vì đó, thứ nhất đó thì chú có bà già, thì chú ở trường nuôi cho bà già đến khi chú có ba anh em, chú thứ hai không có gia đình, rồi chú ba thứ tư thì nó có gia đình. Thì ra chú ở cái cấp sau hè chú, trước đó thì chú nuôi ở với bà già với đứa em. Thành ra sau này đó, bà già ở với chú, thành ra nuôi cho bà già chết còn thì chú mới đi. Thứ hai nữa mấy đứa em đó thì nó có đất cát thì chia ra cho nó làm, nó sống nó lớn hết rồi, cái bộ phận trách nhiệm chú cũng tạm được cái hộ nào. Rồi con cũng xin chân thành cảm ơn chú. Rồi từ khi chú lên đây niệm Phật tới giờ mình thấy so với ở dưới thế đó, tức là ở dưới quê đó, mình thấy nó đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi chú? Nếu trên này á niệm Phật thấy nó ngon không? Theo chú thấy đó, nếu mình niệm Phật mình tránh được cảnh đó, theo mình thấy đó từ khoảng 50% thấp lên. Tại vì ở dưới đó mình vừa làm đó, vừa mình niệm Phật đó, theo chú thấy đó thì niệm Phật đó nó có một thằng bị gieo duyên thôi, đến cái sự mà đến nhất tâm đó, mà tâm trở lại thanh tịnh đó, mà dứt lời những ô nhiễm đó, thì như thế thì nó khó. Thành ở trên này đó thì nó cảnh yên tĩnh, thành cái sự ham muốn của mình đó thì nó cắt đứt, thành ra mình niệm Phật nó được an tâm hơn. Nhất là mình trở lại cái tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà theo đời Đức Thầy chỉ dạy đó, niệm một niệm Phật liền một niệm chúng sanh đó, niệm Phật liền tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bắt độ thì lòng ham muốn cắt tình dục còn đâu nảy sanh ra được. Thì tôi thấy đó thì ở trên này đó thì kết quả hơn ở dưới. Ở dưới mình ngồi đó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chứ ngồi thì nó một niệm chứ chín mừng niệm ba trong đó rồi. Thành ra cái nhất tâm thì khó, thành ra tôi thấy ở trên này đó thì cái niệm Phật nó kết quả hơn ở dưới thế mình nó rất nhiều. Rồi bây giờ trong cái đường tu chú có gặp những điều gì vui không? Hoặc là mình có điều gì mà nó làm cho mình phấn chấn để cho đường tu không? Mình chia sẻ để cho anh em con hiểu thêm với chú hai. Cái phần cái niệm Phật này đó để giờ Nam Mô A Di Đà Phật nhiều qua chú hai cũng có nói lên đôi điều về trong tâm của mình để nhằm là tất cả mọi người
nương vào đó để nhằm một phương châm, một tấm gương để cho mình cố gắng thực thi trên con đường đạo đức, và sau cùng là chúng ta đi đến một giai đoạn giải thoát. Còn nếu niệm Phật thì vãng sanh, thì thật là một cái điều hết sức là đặc biệt. Đến đây thành hậu mới thấy rằng mấy chú có một cái tâm đại hùng đại lực ở trên non núi như thế này, cảnh vắng thiếu thốn mọi điều, thì nhờ có những cái tâm đại hùng đó mới vượt qua tất cả. Thì con cũng xin chân thành cảm ơn chú. Và tiếp theo thì ở đây có anh Sáu, tức là tên là anh Sáu Mẹo, người đã, nếu nói về Phật giáo Hòa Hảo chân tu trên núi đó, là anh Sáu này đã lúc biết thành hậu biết đến giờ là chắc khoảng 20 năm hả anh Sáu? Anh em mình mới biết khoảng 20 năm trước rồi. Dạ, anh Sáu này cũng chuyên tu với một cái giai đoạn là tu rất lâu, mà đặc biệt hơn như những người khác, nhiều khi mình tu nó bị sượng á, và tu nó bị gặp hoàn cảnh bị sượng, nhưng mà đối với anh Sáu hồi xưa giờ vậy đó, không có sượng thế nào hết, tôi nói nấu mà không sượng là ngon. Dạ. Cho nên đặc biệt là những cái người tu đôi ba chục năm là sẽ gặp những hoàn cảnh sượng liền, không gặp cái này sượng, không gặp cái kia nó bị sượng, giống như xe chạy bị tai nạn, tức là tai nạn ngoài ý muốn đó. Như vậy thì hôm nay đối với anh Sáu thì từ xưa đến giờ, lúc mà thành hậu biết đến giờ là chưa thấy anh Sáu sượng ở mức nào hết, và lúc nào cũng tinh tấn, và lúc nào cũng nghe rằng anh Sáu trên núi niệm Phật xuống một hai ngày để mà giống như quá duyên vậy thôi. Xuống dưới, tại vì mình cuộc đời còn sống là phải nhu cầu thực phẩm, tại vì mình chưa có về cảnh giới cực lạc. Nếu mà về cực lạc thì về đó thì cuộc y thực muốn chi đủ thứ, còn ở đây thì phải ăn mặc ở, thì những cái điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Cho nên anh Sáu cũng xuống dưới đi tới lui bà con, nhưng mà không bao giờ ở lâu, tại vì thành hậu biết thì bà con anh Sáu ai cũng nói chung ra là có điều kiện lắm. Mời ở số 5 mình cũng có tiếp 3 đó, cũng nói với anh Sáu về biết cách chạy sau hè anh Sáu, tiếp 35 đó, cháu thứ 3 thì nói anh Sáu về dưới cách chạy tu vẫn có đất này kia nọ, nhưng mà tại vì không biết anh Sáu anh suy nghĩ sao, đó là đầy đủ đó, nếu mà về đó thì quá đầy đủ rồi, không thiếu gì hết. Dạ, đó là cơm nhiều khi cũng khỏi nấu, không có cháo nó nấu ăn rồi thôi, quá im vậy. Thì trải qua mấy chục năm tu hành từ non tới núi, ở đây lên đây, ở đây là xuống hòn luôn. Dạ. Thì anh Sáu ở đây được lâu chưa anh Sáu? Ở đây cũng được mười mấy năm rồi. Dạ. Quá mười mấy năm luôn. Dạ. Dạ. Thôi giờ trong cái suốt một quá trình trong mười mấy năm là anh có cảm tưởng sao mà suốt mười mấy năm anh không có lơi mỏi, không có muốn xuống thế, hoặc là không có muốn ở dưới như thứ ba kia yêu cầu anh xuống dưới nhiều lần lắm, tại thứ ba có nói mà. Yeah. Kêu nó xuống dưới đặng ở sau hè đó, cắt chạy cho nó ở, có đất có ruộng luôn đó, mà anh không chịu ở. Rồi anh lên đây ở mười mấy năm, thì trong quá trình mười mấy năm nay anh có những cái điều nào hay, điều nào đặc biệt thì nói lên. Đây là không phải mình lưu ý rằng là không phải mình khoe khoang, nhưng đây là một cái điều kiện để cho đoàn hậu tấn nhìn theo đó mà mình cố gắng tu hành, giống như có một cái phần thưởng nhẹ nhàng, giống như đây là gọi là khích lệ, sự khích lệ của người Phật tử, của người hành giả đi tu học. Vậy anh có những điều gì chia sẻ cho anh em? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa hai, thưa đại hậu, thì vừa qua thì có hai nói những lời gặp của mình rất tiếp, thì đại hậu hỏi tôi ở núi này tu thời gian mười mấy năm sao mà ở đây tu thì chỉ có cởi cái gì, có đầu có đuôi đi ha. Dạ, thì rồi. Đầu tiên á thì nguyên nhân nào mà tôi có tâm tu, thì lúc hồi nhỏ đó, lúc đó tôi có 16 tuổi rồi, thì lúc đó nó bệnh lắm, cũng đau hoài, mà đi nhà thương như bệnh uống thuốc này kia hoài mà không hết, mà thầy coi bệnh không ra bệnh. Thì lúc này đó có bà nội, thì bà nội tôi là ở dưới Thốt Nốt đó. Thì bà nội được 92 tuổi, thì
Thì lúc bà nội cuối cùng ở sửa soạn ra đi đó, thì bà nội nói với cái người con, với cái người cháu trong gia đình, kêu thằng xá mẹo, thằng cháu tao về cho tao nhắc tin chút. Thì con cháu trong gia đình rất đông, mấy chục người, nhưng mà không có nói, không nhắn ai, nhưng mà nhắn mình lên tôi à. Thì khi về đó thì con nói bà nội kêu con có gì không, thì bà nội mới nói con thì mấy lâu nay đó thôi con ở lại nha, bà đã niệm Phật, bà ra đi bà về Phật, thôi con ở lại gán lo tu hành nha. Thì lúc này đó thì tôi nói với bà nội, nó nói dạ, thì con nghe lời bà nội, con cũng gán lo tu. Thì các bà nội phải trả lời đó, chứ mấy đứa con có mấy đứa con trong nhà, mấy đứa cháu, bà nội nói đó, con cháu trong gia đình đó đừng có ai hỏi bà nữa nghe không, để bà niệm Phật ra đi. Nhưng mà ngày mới á là 12 giờ trưa ha, bà niệm Phật ra đi. Thì bà nội tôi đó, trước khi ra đi đó, bà còn để lại một cái sâu chuỗi, bà niệm hai mấy năm ha, là khi mà niệm Phật mà hai mấy năm mà muốn tay bả mòn luôn. Rồi khi bả niệm Phật mà qua đời rồi, để cho chị Sáu tôi đó, chị Sáu tôi thì anh Sáu tôi cũng có lấy niệm ra gai. Thì anh Sáu tôi mà lúc mà đưa tiễn là mới chừng hai tuần nay, là anh Sáu tôi đưa tiễn rồi, lúc đó là anh ra đi đó là ông cũng tỉnh táo ha, niệm Phật bình thường. Lúc đó là 3:25, là lúc đó có tôi nè, Phước nè, chứ là năm võ là em của anh Sáu tôi đó. Thì cái sông chuỗi này đó thì trải qua là hai người ha, hai người mà được niệm Phật giáng sanh. Thì cái giai đoạn này á, bữa đó tôi mượn cái sông chuỗi của anh Sáu tôi á, nói anh qua đời rồi, thôi cho tôi mượn. Thì tôi cũng có giữ lại số làm kỷ niệm, tại vì những cái sông chuỗi mà hai người giáng sanh rồi, còn thằng tôi thì cái giáng sanh chuỗi này thường thường ít cho ai coi lắm, còn cái chuỗi 5 năm 10 năm là chuyện nó bình thường, còn sâu chuỗi này đó nó tới 70 năm rồi. Bà nội coi sâu chuỗi này đó là cái gì lâu quá hồi xưa đó, sâu chuỗi này nó không phải gì bây giờ, cây nó đẹp nha, bây giờ cái sâu chuỗi hồi xưa cái hộp nó đen mà nó bỗng thang mà, nhưng mà niệm thời gian lâu nó bởi cho giống như là chuỗi nó không phải gì bây giờ, chuỗi bây giờ quý vị thấy nó đẹp nè, thấy không, hồi xưa mà cây nó không đẹp, nhưng mà bây giờ những cái hộp chuỗi mà nó bởi rồi đó ha, tôi quý như vàng vậy, tôi còn bỏ trong cái keo mũ mà tôi còn giữ lại, tại vì mình thấy cái những cái thấy không có giá trị nhưng mà nó quan trọng. Tại vì bà nội tôi đó khi mà sửa soạn ra đi đó, thì lúc đó tôi hậu niệm trực tiếp đó, thì bà niệm Phật mình nghe giống cái người mà đã vào định, cái người đã đắc đạo vậy. Khi bà niệm Phật mình nghe vậy nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là nhắm mắt ra đi đó quý vị, đâu phải chuyện gia thường. Cái người mà tới lúc lâm chung nó tứ đại phân ly đó, phải dứt mỏi rồi những cái phải đủ thứ là nó đau đớn khó chịu, là hơi thở mình đó, tứ đại phân ly mà đâu phải chuyện thường. Nhưng bà nội tôi đó là bà niệm Phật đến hai mươi mấy năm rồi đó, lúc bà mơ sáng bà cũng vẫn niệm Phật bình thường, mà tới chừng mà bà ra đi đó ha, thì bà nói với con cháu, mấy đứa con cháu đừng hỏi bà nữa, để bà niệm Phật ra đi. Thì lúc đó bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi niệm cái chữ Phật cuối cùng đó là bà nhắm mắt ra đi đó. Quý vị nghĩ coi, tôi nhờ cái chỗ công năng chỗ bà nội tôi đó, mới nói thôi con gắng lại lo tu đấy ha. Thì lúc đó tôi 16 tuổi, nghĩ là tuổi trẻ mà ham đời lắm, vui lắm, nghe bà nói cái là tu liền. Lúc đó nó bệnh nhà tàn, anh ốm nhôm chứ còn ma lúc tôi 16 tuổi ốm nhôm còn ma. Mà thường thường á, tôi nghĩ dạng là gì, cha mẹ là nghèo rồi đâu cho ăn học, dạng tôi cái dạng dốt nữa, đâu có trình độ gì đâu, cho nên nói chuyện quý vị không có văn qua, không có lý luận, không cho giải, quý vị cũng thông cảm nha. Tại dạng mà hồi xưa thì lục tổ tôi giúp cháu lục tổ hoặc là dạng dốt mà đâu có trình độ gì đâu, phải nói chuyện văn qua không, cho nên cái niệm Phật thời gian biết sao, lúc đó 16 tuổi đó ha, rồi lúc đó về là chuyên niệm Phật không, thì chuyên niệm Phật không thì coi giảng của kinh đức thầy á, thì những biết những cái pháp tu căn bản đức thầy chỉ dạy á thì coi qua rồi. Thì lúc này á là chuyên về hành đạo,
Mà lúc đó tới chừng mà 16 tuổi tu, tới chừng mà tôi ở gần núi đó, ở núi Cấm tu cũng ở ba thời gian 3 năm. Vì Hồng Đắc này ở mười mấy năm, cái thời gian có 2006 đi qua bên núi Tà Lơn ở đó tu thời gian. Mà khi mà lúc mà tôi 25 tuổi đó ha, là ở gần núi không mà. Lúc mà khi nó bệnh đau rồi, sắp sửa chết rồi, tôi nói thôi gì rồi, mình ở độc thân mình nên mà ở gần núi nó thôi, gần chết thôi niệm Phật cho đi luôn. Chứ sao, lúc đó nó quá xá rồi, người sắp sửa đi rồi, lúc đó rồi niệm Phật mà trong khi mà con người mà nó bệnh mà nặng rồi, nó quằn quại mà muốn niệm một tiếng Phật đâu phải dễ quý vị. Khi quý vị mà gần chết cái chấp nhối quý vị có qua cái giai đoạn đó rồi, quý vị thấy cái câu niệm Phật đó không phải dễ đâu. Khi còn mạnh ha, niệm Phật nó khi còn dội á, hoặc nó còn giọng nhớ này như kia, niệm một tiếng hai tiếng Phật nó còn hơi khó. Mà lúc bệnh đau nó phải dễ niệm Phật, mà sau lúc tới bệnh đau đó là lúc đó tôi phun nhiếp, nó thôi giờ niệm Phật cái Phật cứu thôi, chứ giờ mình bệnh đau rồi mình không có thuốc men rồi mình ở gần rú nữa chứ sao. Cái tôi nói thôi bây giờ niệm Phật bây giờ đi luôn chứ không còn nữa. Lúc đó tôi niệm Phật á chừng cỡ 8 giờ tối rồi, thì lúc đó tôi mới vừa tắt hơi à, vừa tắt hơi ra là đi rồi đó, thì cái hồn vừa xuất ra thì tôi dòm trên trời đó, là tôi thấy sao đỏ trời trên. Tôi nói mình niệm Phật để nhờ khi chết linh hồn mình Phật cứu mình, mà bây giờ đó Phật không cứu mình đi đó là lúc đó mình tối thu cho không biết đường đi. Tôi nói Phật không cứu mà dòm trên trời đó, sao đỏ trời cho tôi rồi, Phật không cứu mình đi thấy đường đâu đi. Lúc này ha, tự động cái tâm trí tôi á, tôi suy nghĩ tôi bây giờ nói giờ Phật không cứu mình đó, giờ mình phá pháp miệng chẳng nhờ Phật ra hộ. Thì lúc này đó thì tôi quỳ xuống, tôi phát miệng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Nay là con là tên là Nguyễn Thành Châu ha, thì con có duyên ở Ta Bà đó, thì nhờ ơn Đức Phật từ bi hộ cho con khỏe mạnh là con tu tiếp. Mà còn hết duyên ở Ta Bà đó, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ linh hồn con về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thì lúc này cái hậu quang Đức Phật xẹt xuống ra cái hậu quang của Đức Phật đó giống như một cái đèn pha rất lớn vậy, pha trên mình đôi một cái ha. Thì thấy con người sao nó mát mẻ, tự động cái con người nó có hăng quang, tự động nó vui. Bằng ai mà cho mình một cái vật gì mà quý báu vô cùng, lúc đó hăng quang tự động cái tâm mình đó nó vui, nó an lạc vô cùng, không còn cái sức nào mà để tả, chừng cỡ 15 phút vậy đó tự nhiên cái linh hồn đó nhập vô sắc thân. Thì khi nó nhập vào sắc thân lại đó thì lúc đó tôi không còn bệnh đau gì đó, trở lại bình thường. Thì mình nghĩ cái công năng mà niệm Phật đó, cho nên thầy nó mãn kiếp hồng trần sanh lạc quắc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Khi mình mà hết duyên ở Ta Bà thì nhờ Đức Phật cứu, mà nhờ cái đó là giống như nhân duyên của tôi chưa hết sao, thì Đức Phật độ cho khỏe mạnh lên bình thường, không có bệnh đau chứ. Thầy nhờ có cái công năng mà 25 tuổi đó ha, mà khi niệm Phật mà nhờ Đức Phật mà ra hộ được gì đó ha, như đại hậu nói đó, thì cũng không có gì đâu. Tôi cũng dạng tu bình thường như quý vị thôi, không có gì đâu, dạng mà cũng như là biết niệm Phật thì giữ giới chút ít vậy thôi, nhưng mà nhờ con cái đó, con có thúc đẩy mình được như vậy đó. Cho nên từ đó tới sau đó ha, tôi lên núi tu đó 2007 đó ha, thì có thời gian các anh em đi qua Tà Lơn đó, lúc đó tôi qua Tà Lơn tu đó, thời gian đó, thường thường thì mình ở bển không có ở lâu, thường thường ở chừng 3 tháng đó là ăn hết lên thật rồi, phải gì à. Nhưng mà khi mà mình qua Tà Lơn mình tu rồi á, mình mới thấy ở đây mình tu như thế nào, qua đó là mình tu mình thấy cái người xưa người ta tu đó, cái sức định ta đứng đi sâu, cho nên đó là cái sự ta không sợ chết. Biết sao ở núi đó, một thứ nhất đó là bệnh đau không sợ, cái thứ hai đó là kỳ đó con me đỏ đó ha, là ai mà ở gần núi tu nó bắt được ha, là nó quánh nó làm khó khăn dữ dằn. Cái thứ ba đó là khi mình ra mình ngồi niệm Phật, cái giống như đem một cái cục ngồi mà để ngay cục đá đó ha, là cọp cỡ như là lại nó dứt mình với đồ chơi vậy đó. Lúc mà dắt chiều ha, cỡ 5 giờ chiều đó, ở dưới đầu đá mà niệm Phật mình lại gai gió hiu rồi cũng dắt đầy đó. Bữa đó con cọp đó ha, nó gượt con heo rừng đó, nó la thôi, nó chạy vòng vòng cục đá. Tôi nói con cọp này nó chụp con heo rừng mà nó hụt bay lên, nó chụp mình cũng bỏ mạng. Nhưng mà nó gượt con heo rừng đó, biết sao con heo rừng nó chạy nó la một cái sụm trơn ha. Nhưng mà mình ở trên đá, tuy là mình tu
cũng chưa đến đỡ giai đoạn sáu căn thanh tịnh, cho nên gặp thì cũng phải ớn được, nhưng mà cái ớn hơi vậy thôi chứ không có phải run sợ. Nhưng mà ở trong mà chỗ đường xuống mà cầu hang đó phải đi sâu vô rừng nó hơn một ngày trời đó, quý vị nghĩ coi. Chỗ đó là có cái điện rất đẹp, nguyên một cái vườn á, là biên vườn gì biết không, nguyên một cái dòm qua là thấy một cái vườn cái vườn thốt lốt không, còn cây vú sữa đó ha, cây nào nó chục cao chừng mấy chục mét lại đó, nó rụng mà ăn trái sữa ngon bằng gấp 10 lần trái sữa đây nó ngon vậy đó. Cho nên cái đó là kêu bằng Quỳnh Long đó. Quỳnh Long đó thì Quỳnh Long đó thì có ông bạn tôi cũng qua đó, ông ở tu bỏ xác hồi mà năm gạo rồi, cho nên là ông cũng để những cái món kỷ niệm ông để cho tôi, cho nên giữ. Còn một cái ông bạn mà ông ở bển ha, hồi năm rồi ông về thăm tôi, cho nên là quay tôi tính mua đồ gửi cho ông bạn đi lên trển ở tu, quay cắm trốn đi mất tiêu luôn. Cho nên ông ở bển là nói chuyện mà một năm hai năm mà ông ăn cái gì biết không, ăn cơm chỉ có độc họng gan thôi, nhưng mà hỏi ông bệnh đau chứ không bệnh đau chứ. Ở một năm hai năm mà nó không bệnh đau lần nào cho quý vị nghĩ coi, bệnh đầy ha, có khi tháng là bệnh rồi, còn ông không bệnh đau cho nghĩ là ở bên bển nó tu nó dễ tu lắm. Cho nên có biết không, ở Tà Lơn á, lúc mà khi mà gắt phê đó ha, chỗ mà tứ vô điện đó.